mọi thuận lợi đều có cái giá của chúng. Một ai đó đang hưởng những đặc quyền, cơ hội hay danh dự mà bạn mơ ước. Nếu những thuận lợi mà người đó đã đạt được là tốt, thì hãy chia vui cùng người ấy. Đó là thời hưng thịnh của đương sự. Nếu quá ra những thuận lợi đó thực sự là không tốt, thì đừng phiền não rằng chúng không đến với bạn. Hãy nhớ, bạn sẽ không bao giờ kiếm được những phần thưởng y hệt như những người khác mà không dùng cùng những phương pháp và sự đầu tư như họ. Không hợp lý nếu ta nghĩ rằng ta có thể kiếm được những phần thưởng mà không sẵn lòng trả cái giá tương xứng với chúng. Những ai mà thắng lợi ở một điều gì đó, họ không thực sự thuận lợi gì hơn bạn, bởi vì họ đã phải trả giá cho phần thưởng đó. Ta có mong ước trả giá cho những phần thưởng của đời ta hay không? Việc ấy luôn luôn là chọn lựa của ta. Và thường khi tốt nhất là không trả giá, bởi vì cái giá đó có thể là sự liêm chính. Nhân cách của ta, ta có thể bị cưỡng bách phải ca ngợi một ai đó mà ta không nể trọng. Hãy nhìn vào thực tế cuộc sống, không ít kẻ có địa vị trong xã hội là do họ đã đánh mất mình trên nhiều phương diện, dĩ nhiên kể cả việc đi bằng hai đầu gối của mình. Hãy biến ý chí của tự nhiên thành ý chí của riêng bạn. Hãy học để biết ý chí của tự nhiên. Hãy nghiên cứu nó, chú tâm tới nó, và rồi hãy biến nó thành ý chí của riêng bạn. Ý chí của tự nhiên được tiết lộ cho chúng ta thông qua những kinh nghiệm hằng ngày chung cho tất cả mọi người. Chẳng hạn, nếu đứa con của một người láng giềng đánh dở một cái bát hay một điều tương tự, chúng ta sẵn sàng nói những điều đó thường xảy ra. Khi chính cái bát của mình dở, bạn cũng nên lý luận cùng một cách như thế. Hãy mang sự hiểu biết này sang những vấn đề có tầm quan trọng lớn hơn về mặt cảm xúc và có hậu quả lớn hơn trong thực tế. Một đứa con hoặc người phối ngẫu hoặc một người thân nào đó của một người khác qua đời. Trong hoàn cảnh như thế, không ai sẽ không nói chu kỳ của sự sống là thế. Ai cũng phải chết, một số điều là không thể tránh được. Nhưng nếu chính đứa con hay người thân yêu của mình qua đời, ta có khuynh hướng kêu to, khổ thân tôi khốn khổ làm sao? Hãy nhớ, bạn cảm thấy ra sao khi nghe điều tương tự liên quan đến những người khác? Hãy chuyển cảm nhận đó sang hoàn cảnh hiện tại của chính mình. Hãy học cách chấp nhận những biến cố, ngay cả cái chết, với sự thông minh. Làm chủ bản thân là mục tiêu đích thực của chúng ta. Sự xấu ác không cư ngụ một cách tự nhiên nơi thế gian, nơi những biến cố hay nơi những con người. Sự xấu ác là phó sản của sự quên lãng, lười biếng hay sao lãng. Nó khởi lên khi ta mất hút mục tiêu đích thực của ta trong cuộc đời. Khi nhớ rằng mục tiêu của ta là sự tiến bộ tâm linh, thì ta trở lại với việc phấn đấu để trở thành cái bản ngã tốt đẹp nhất của mình. Đây là cách để giành được hạnh phúc. Hãy trân quý tâm trí, lý tính của bạn. Hãy nắm chặt lấy mục đích của bạn. Đừng để cho ngoại cảnh ảnh hưởng đến tâm trí bạn. Nếu một ai đó tùy tiện đem thân thể bạn trao cho một kẻ qua đường, thì tự nhiên bạn sẽ cuồng nộ. Vậy thì tại sao bạn lại không thấy xấu hổ khi trao cái tâm trí quý giá của mình cho bất cứ ai mong muốn ảnh hưởng đến bạn? Hãy suy nghĩ hai lần trước khi bạn giao phó tâm trí mình cho một ai mà có thể họ sẽ mắng nhiếc bạn, khiến cho bạn bị bối rối và đảo lộn. Xem một bộ phim hay đọc một cuốn sách, một trang mạng có nội dung xấu cũng là một cách phó thác mình cho ngoại giới. Hiện nay, với sự phổ biến của Internet và điện thoại thông minh, thì người ta hằng ngày, hằng giờ đang phó thác mình cho ngoại giới.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe hết video. Nếu quý vị thấy những chia sẻ của kênh là hữu ích, xin vui lòng cho một đăng ký kênh, một nút like và để lại bình luận để kênh có thêm động lực để tiếp tục chia sẻ. Và quý vị đừng quên nhấn chuông để xem những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn.